Mình em cũng đã quay trở lại với channel của mình và mình là Thành Ezi. Thì hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục cái series là Naruto song đấu. Và hôm nay mình sẽ làm về cuộc đối đầu giữa Yamato đối đầu với đệ nhất. Thì Yamato được cấy ghép tế bào của Hokage đệ nhất do Orochimaru cấy ghép vào, và sẽ có một phần sử dụng được nhẫn thuật của Hokage đệ nhất Hashirama. Thì đây là cái comment của bạn Lê Đình Phong, và cái comment đó đã được 122 like, chứng tỏ là rất nhiều người thích cái cặp đấu này. Vì thế hôm nay mình sẽ làm về cái cặp đấu giữa Yamato và Hashirama. Còn nếu các bạn thích cặp đấu nào, hãy comment xuống bên dưới nhé. Thì đầu tiên ta sẽ chọn là Yamato đi. Yamato thì là thầy của Naruto cũng như là đội 7, sử dụng duy nhất chỉ được mộc độ thôi, lấy từ tế bào của Hokage đệ nhất. Thì dĩ nhiên là sử dụng tế bào thì không thể nào mạnh bằng đệ nhất được, nhưng chúng ta vẫn sẽ thử đấu thử xem. Chúng ta hãy chọn Yamato trước đi này, và chúng ta sẽ chọn Hokage đệ nhất. Ở đây mình sẽ chỉnh lại phần cấp độ một chút như thế này là hợp lý nhất. Super Hard Hokage đệ nhất sử dụng Good Style dòng đất, mộc long, và chúng ta sẽ random một map, chúng ta sẽ chiến thôi. Cuộc chiến giữa mộc đội. Ok, vào đây này, là hình nhân sử dụng mộc đội. Vào đấy. Ai sẽ chạy đâu. Trụ mộc, cánh tay mộc. Trời ơi. Hồi cha cả. Ai cho thủ. Ghê. Lên này. Cái mộc. Trời ơi. Gài này. Crozutsu. Không né rồi, chúng ta hết đấy rồi. Qua thấm rồi. Thấm này. Hết sạch ảnh vân thân thế mới điên chứ nhở. Ui chà. Hết chaka rồi. Đánh ra xa đi ạ. Mình hết thành chaka rồi, không thì cũng ra skill ngay. Ăn đòn đi. Tế bào Hokage đệ nhất. Rồi ôi. Gen của Hokage đệ nhất. Tay đập vào. Quá ngon. Ôi, cần ninh lên. Lên này. Chúng ta sẽ dùng được cái ảnh phân thân này. Ấy chà. Đẻ ngay. Ui là búa. Búa khổng lồ à. Ôi chà. Khỏe quá. Mộc long. Rồi nó còn lượn lên nữa chứ. Hokage còn có một tí máu kìa. Chúng ta sẽ đập nốt thôi. Ăn đòn đi. Khá là cân đấy. Chỉnh cái mức độ handicap thì máy nó sẽ đánh khỏe hơn rất nhiều. Cấp độ máy vẫn là super hard thôi, nhưng mà nó sẽ khỏe hơn. Chúng ta sẽ có ván gỗ này. Ván gỗ. Chiếu cúi bắp vãi. Full style. Trời ơi. Wow. Trời, tí thì bắt lại. Bắt này, thiên thủ quan âm. Không được đâu. Trụ mộc. Lên này. Đập xuống. Lên trời. Chạy đâu. Hết đấy chưa? Gen thế bạn. Ôi dồi, không được. Hết đấy rồi. Lên nào. Gen Hokage. Ôi trời ơi. Gen Phượt Hokage cũng khá là hoành tráng đấy, nhưng mà để so với đệ nhất thì không thể được. Không bằng được. Quá kém luôn. Vào đây. Ôi trời ơi. Né ngay. Thiên thủ quan âm quá nguy hiểm. Chiều đấy là mình dùng được cả cái búa kìa. Vào đây. Trụ mộc. Lên. Quá đẹp. Chiến thức kết hợp khá nhanh. Ok. Lên này. Yamato. Good style. Bóp nát này. Và mình giành chiến thắng rồi. Chúng ta sẽ chọn The First Hokage. First Hokage thì quá là mạnh. Hashirama quá là mạnh luôn. Chúng ta sẽ chọn lựa lại The First Hokage. Và mình sẽ giảm đi thêm một cấp Handicap nữa. Sẽ quay trở lại và lựa chọn nhân vật thôi. Yamato thì là một nhân vật rất là bình thường thôi, ở trong truyện Naruto thôi. Chúng ta sẽ chọn là Hashirama sử dụng Wooden Style cho mới đúng phong cách. Và mình sẽ giảm đi thêm một phát handicap nữa. Khá là khó đấy. Nếu bị nó đánh trúng quá nhiều thì mình sẽ bị thua sớm thôi. Chúng ta có thể biến thành được cả mộc nhân, và chúng ta có thể ra được thiên thủ quan âm. Vào này, mộc long. Cái ván gỗ mà đối đấu với mộc long á. Mộc long.
vào đây này, vào đây. Trời ơi, Mộc Nhân lên, đập xuống. Ủa, thử can âm phiên bản mini à? Không đủ nhìn tay đâu, không đủ nhìn tay đâu. Ăn đòn đi. Trời ơi, chả né ra. Thôi cha ca, vào. Nhìn tay, trời ơi, không được. Né ra, né đi, né đi, né đi. Mộc Nhân, đâu rồi? Hết Chaka rồi không? Mình mới đánh được. Trời ơi, thủ quan âm với ảnh mini rồi. Uầy, cái này cái nhốt, cái lồng. Vào đây này. Nhìn tay, Shinsu, Senju. Có cần thiết phải thế không nhỉ? Chỉ đánh Yamato thôi mà. Nhìn cú đấm lửa trên trời xuống, sao không chịu được. Ôi cha ca, né ra, né ra, né ra, né ra. Vào này, chạy đâu, chạy đâu. Vào đây, vào đây, vào đây. Ui dồi, đánh nhau trên không, kinh thật. Ultra Style Dragon. Vào đây này, lượn này. Dưới đất, dưới đất chui lên này. Dưới đất chui lên, chui lên này. À, nó hóa cần đi nhở. Wow, ván gỗ đi, làm được cái gì, làm được cái gì, làm được cái gì. Di chuyển nhanh đấy, di chuyển tốt đấy, tốt này. Kết thúc thôi. Sức mạnh đẳng cấp quá chênh lệch thôi. Dù giảm đi thêm một cấp handicap nữa. Trận 2, trận 2, trận 2, trận 2 này. Thiên thủ quan âm. Ui giời ơi, bắn trúng rồi. Đỡ sao? Shinsu, Senju, đấm xuống. Không thể đỡ được. Bất lực. Vào đây Mộc Long. Không tiếp cận được luôn. Ui cha, cái ông có kiến đính lên. Mộc Nhân, quá Mộc Nhân rồi, thôi rồi, xong rồi. Xong, đi đời nhà ma rồi. Thôi Sơn Thăng Long Bá, rồng cuộn. Múc vào, ai chà, cái ván gỗ khỏe đấy nhở. Mình còn ít máu quá. Né này. Ok, chúng ta sẽ vào. Vào lại, ui cha. Rồi, đi nhốt mình á. Nhốt ai, nhốt ai, nhốt ai. Mình sắp hết rồi, mình ngay là hết rồi. Hết đấy rồi, hết này, vẫn đánh được. Mộc Nhân này. Win rồi, mình còn có tí máu. Cái trụ mộc. Ừ, sẽ đánh tầm trận cuối thôi, trận cuối sẽ rất là nhanh thôi. Không quá lâu đâu. Ultra Style, dùng rồi. Mộc Long, Mộc Long chi thuật này, vào đây, vào đây. Quái chà, tế bào mà đánh cũng khá, khá ok đấy, ok phết đấy chứ. Hết Chaka, hết Chaka rồi, hết Chaka rồi. Mộc Nhân, vả, đập xuống. Đấm gì chứ, khỏi đập xuống. Ây da, thấm, 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 thấm. Mình sẽ kết thúc thôi. Thiên thủ quan âm. Không được rồi, hết Chaka rồi. Hết Chaka rồi, kết thúc rồi. Mình sẽ hồi Chaka cái. Lên nào, Awakening lên. Kết thúc bằng Mộc Nhân. Ok đấy. Hồi xưa nó đông quá. Ui dồi, Kamezuko. Và ok, mình sẽ kết thúc tập này tại đây. Nếu các bạn thấy hay, đừng quên là bỏ lại một like và chia sẻ video giúp mình nhé. Cuối cùng thì xin chào, hẹn gặp lại trong các video tiếp theo. Bye bye.